Chiều ngày 15 tháng 12, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác đến thăm làm việc với Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 34 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân, 22 tháng 12. Dự buổi làm việc có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an. Tại buổi làm việc, qua điều hành gợi mở của Đại tướng Phan Văn Giang về sự cần thiết, mục đích, ý nghĩa và quá trình xây dựng dự án luật công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, các đại biểu đánh giá cao sự chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, chất lượng của cơ quan soạn thảo. Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh là đơn vị giàu truyền thống cách mạng, trải qua gần 80 năm hình thành, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã không ngừng phát triển, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và biểu dương thành tích của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng trong thời gian qua, đặc biệt là trong năm 2023. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu quan điểm cần tập trung phát triển công nghiệp quốc phòng trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia. Trong đó, công nghiệp quốc phòng vừa là nòng cốt, vừa giữ vai trò dẫn dắt công nghiệp quốc gia phát triển. Tiếp tục nghiên cứu đề xuất Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng tham mưu với Đảng, Nhà nước hoạch định đường lối chính sách về xây dựng phát triển nền công nghiệp quốc phòng theo hướng chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng và hiện đại, đủ năng lực nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất vũ khí, trang bị kỹ thuật có tính năng kỹ chiến thuật cao theo yêu cầu trang bị cho lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa quân đội và sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh yêu cầu cần chú trọng thu hút, phát triển nguồn nhân lực cao cho công nghiệp quốc phòng. Đây là giải pháp cơ bản, then chốt, quyết định sự phát triển của ngành công nghiệp quốc phòng cả trước mắt và lâu dài. Cùng với xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng nguồn nhân lực phù hợp với mục tiêu, lộ trình xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng, Tổng cục cần tiếp tục đề xuất xây dựng cơ chế chính sách phù hợp nhằm thu hút nhân tài, tiềm năng chất xám từ các tổ chức kinh tế xã hội, cơ sở nghiên cứu, viện thiết kế trong và ngoài nước tham gia các chương trình dự án công nghệ cao của công nghiệp quốc phòng. Dự án luật công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp đã được Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 6. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao sự chủ động kịp thời của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Quốc phòng trong việc tiếp thu ý kiến của cơ quan thẩm tra cũng như kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Với truyền thống của đơn vị anh hùng cùng bề dày gần 80 năm xây dựng và phát triển, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ tin tưởng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang của ngành quân giới Việt Nam, không ngừng đoàn kết, sáng tạo, xây dựng Tổng cục trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội hiện đại, chính quy, tinh nhuệ, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống và trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.